À, bây giờ về cái pháp thân hành niệm như lúc nãy, như lúc nãy thì thật sự ra thì thầy cũng chưa muốn phổ biến cái pháp này lắm, tại vì cái pháp này nó có 10 cái công đức Như Lai, nó có những cái thần lực, do cái chỗ tu tập mà khi mà tâm chúng ta chưa ly dục cái ác pháp, mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó sinh ra những cái thần lực, nhưng mà thuộc về thần lực tưởng, nó làm cho cái người tu nó bị cái trạng thái tưởng, thần lực của tưởng. Ví dụ như đang đi về mà có một cái lực nó đẩy chúng ta lúc tới, hoặc nó đẩy chúng ta bay ra, thì cái đó là cái sức lực nguy hiểm. Và những cái 18 cái loại tưởng nó do từ cái tu tập này nó sẽ sinh ra, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn chưa hết ly dục ly ác pháp mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó rất nguy hiểm. Vừa rồi thì có thanh trí xin thầy để mà hướng dẫn cái pháp này để cho quay vào trong phim, nhưng thầy thấy rất là nguy hiểm, là tại vì khi mà quay trong phim ấy, thì người ta thấy được những cái hành động tập luyện như vậy thì người ta lại ôm cái pháp này người ta tập đi, rồi nó có những cái chướng ngại gì đó, nó rối loạn thần kinh, nó sanh ra những cái trạng thái tưởng ấy, thầy thấy rất là nguy hiểm, bởi vì cái tu tập phải đi từng cái lớp cao đến lớp thấp, mà lỡ quay phim đưa ra bà con ở ngoài kia không biết, trời, nó thấy cái pháp này ngộ rồi, nó sống khu nhau mà tu tập, rồi xuống nhau mà đi, điên hoàng hết rồi mới có chết thầy ấy. Các con hiểu, cho nên thầy chưa có muốn để quay phim cái pháp này. Có một lúc thầy đã tập cái pháp này để hướng dẫn cho các vị tu pháp thân hành niệm trong cái họ Bát Quan Trai, nhưng mà gần đây dù như thế nào thầy không biết, nhưng có một số người về đây thầy bảo xả tâm thì họ không chịu xả, mà họ xả họ cũng không xả cái tưởng của họ, họ làm như nó có cái trạng thái gì nó không bình thường, cho nên thầy thấy không biết mấy người này họ tu như thế nào mà họ đã làm, chắc chắn là họ phải ôm cái bát thân hành niệm này, cho nên họ có cái như bạc rồi. Thầy đã thấy có cái dạng người ôm chặt cái pháp này tu tập mà bị như cô Hòa ở ngoài Hải Phòng chẳng hạn, rồi cô gì vừa rồi đây thì thầy thấy cô Tung hay cô gì Bút cô Tung hả con, như là không biết ôm cái pháp nó tu như thế nào đó mà cái tinh thần nó cũng không vững, cho nên thầy thấy cái pháp để chúng ta tu tập sau khi tứ niệm xứ đã sung mãn, các con biết tứ niệm xứ sung mãn, ngồi chơi mà tâm thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ vẫn thản nhiên không một niệm nào, thì bắt đầu chúng ta ôm cái pháp đó mà tập, thì chỉ trong vòng 5-3 tiếng đồng hồ thì 10 thần lực, 10 Như Lai lực hiện ra đầy đủ, tứ thần túc đầy đủ trên pháp đó, bởi vì pháp đó tu cái lệnh, ví dụ như chân mặt nước dở gót lên kiềm lệnh rồi mới dở gót lên, dở chân lên tức là dở nó chân lên cao, đưa chân tới cái chân đưa tới, hạ chân xuống rồi mới hạ gót xuống, từng hành động từng lệnh, do đó cái pháp được hướng dẫn như vậy, cụ thể như vậy thì chúng ta có một cái sức tập trung, và cái lệnh đó nó trở thành một cái lực. Nhưng mà người mà lúc chưa ly dục cái giáo pháp, tâm chưa thanh tản là vô sự, mà tập pháp này lệnh như vậy nó sẽ có cái lệnh tưởng, cho nên từ cái lệnh tưởng đó mà nó hiện ra những cái điều kiện rất là tai hại cho cái người tu, cho nên thầy thấy cái pháp hay, nhưng nó hay với cái người phải đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó mới ly dục cái giáo pháp, còn không khéo dạy thình lình như thế này, người ta nghe cái pháp như vậy thì người ta tu tập thì nó xảy ra có nhiều điều rất là đau buồn. Nếu có thầy là có quên thì thầy xả, còn nếu không có thầy thì muôn đời chỉ ôm một cái bệnh thần kinh rất là khổ, khổ cho bản thân rồi khổ cho gia đình, cho nên thầy không muốn cái pháp này, mà thầy chờ cái người nào, bởi vì thì chờ cái người nào mà tu được giới luật nghiêm chỉnh, tứ niệm xứ được thanh thản an lạc tức là được sung mãn, thì thầy mới dạy cái pháp này,
Tại vì trước kia người ta nói như thế này, thầy mới dạy nó mấy con, chứ thầy không bao giờ dạy các pháp không hành niệm. Người ta nói thầy không làm, không bao giờ có thần thông. Ông có trí tuệ chứ ông có thần thông. Ông A-la-hán chứng về trí tuệ chứ còn chưa có thần thông. Cho nên muốn cho người ta biết rằng thầy biết pháp nào tôi có thần thông, chứ không phải không biết. Cho nên buộc lòng là thầy phải đem cái pháp đó để ra nói rằng cho họ biết rằng cái pháp này có thần thông. Mà cái người biết cái pháp đó thì chắc chắn là người đó phải có được sự đó, chứ không phải là không. Ý thầy muốn nói vậy mà, nhưng mà thầy không khoe mình có thần thông và thầy không thực hiện thần thông. Tại sao? Tại vì đem thần thông ra là lừa đảo người khác, không dạy đạo đức người ta được, mà gieo vào lòng người ta cái thần thông, làm cho người ta ham muốn thần thông. Cho nên thầy chỉ đem cái pháp không thành niệm của Phật mình dạy cho người ta thấy rằng cái pháp này sẽ thành thông đó quý vị. Nếu quý vị chưa lý được cái pháp, nó sẽ có thành thông đẩy quý vị bay ra khỏi cửa sổ đó, quý vị liệu thân. Cho nên vì vậy mà lúc mà thầy đưa ra thì các con biết, có một lúc ở đây cô Kim Liên ở đây, cô Kim Liên ở đây và Nguyên Thanh ở đây, thì lúc bây giờ những người này họ áp dụng cái pháp này, họ thấy hiệu quả ghê gớm. Nhưng mà những người này họ đạt được những gì hay không? Chỉ toàn là cái thần thông tưởng không mấy con. Cuối cùng cái ngã họ cũng vẫn lớn như thường. Họ làm sao mà diệt ngã được? Ví dụ nếu pháp mới diệt ngã, chứ còn cái chuyện thần thông đó cái ngã là sao diệt? Cho nên cái lợi ích gì? Có lợi ích gì đó. Các bạn biết không? Cái lợi ích là mình tu tập ví dụ leo pháp, chỉ cái nơi đó để cho tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý của đạo Phật, là cái sự giải thoát thật sự nơi đó thôi. Chúng ta chỉ ở nơi đó đủ rồi, còn có thần thông hay không thần thông đâu quan trọng nữa mấy con. Cho nên vì vậy mà tới cuối cùng chúng ta tu được tứ niệm xứ sung mãn rồi, chúng ta chẳng cần tu pháp không thành niệm làm gì. Thật sự tu làm gì? Có để chơi chứ làm cái gì mấy con? Để lè thiên hạ, mình còn dân còn lợi chỗ nào nữa mà mình tu tập cái đó làm gì? Cho nên thầy chỉ mong mấy con chỉ tu tập ví dụ cái đó pháp, chỉ thanh thả an lạc vô sự trên tứ niệm xứ đủ rồi mấy con. Niết bàn tại chỗ đó, chứ không phải niết bàn chỗ Đức Thần Túc đâu. Cho nên tại vì mọi người nói rằng thầy chẳng biết thần thông, chẳng có thần thông. Thật sự thầy biết rất rõ pháp của Phật, pháp nào tu luyện có thành công biết được rồi. Không cần niệm chú, không cần đọc bùa mà vẫn có nội lực, vẫn có đạo lực để có thành công. Thì các con đủ biết rằng thầy đã là một người rất an tường tất cả những cái phương pháp của Phật rất là cụ thể rồi. Cho nên thầy đưa ra để cho người ta biết, và đồng thời có một số người biết họ mới còn thấy cái tâm mà tham đắm của họ thành công để dẫn dắt họ đi đến chỗ đoạn thành công. Rất là tuyệt. Và bà các con biết những cái phương pháp mà của các giáo phái khác người ta tu để liệu có thành thông là người ta đã đi đến cái chỗ loạn thần kinh người ta rồi, chứ không phải hay ho gì đó. Còn đạo Phật ví dụ giáo pháp có thành thông nhưng như không có thành thông. Có thành thông để người ta sử dụng cái gì lợi ích người ta sử dụng, chứ không phải thành thông để mà người ta làm được gì. Người ta sử dụng lợi ích như thế nào? Bây giờ muốn chết hồi nào chết thì người ta chỉnh kỹ hơi thở, người ta chết một cách thứ tự là không phải đó là thành công sao? Các con thấy cái này nó đâu có dùng chi kiến gì được đâu. Cái này phải chỉ dùng cái nội lực như thế nào để hơi thở chúng ta tỉnh chỉ mà, không phải thành công đâu. Các con thấy cái bệnh đau trên thân mà chúng ta tác ý mà cái bệnh hết thì không phải đó là thành công sao? Nhưng cái thành công đó là thành công giáo pháp. Cho nên cái pháp thân hành niệm hôm nay thầy không muốn mấy con quay phim là gì, thầy sợ có nhiều người nó hiểu lầm rồi tập sai cái thứ nhất, rồi tập không có được thầy hướng dẫn. Thấy các pháp có nhiều người thấy như vậy, cho nên có những điều mà Đức Phật giảng ở trong cái bài kinh thân hành niệm, Đức Phật có nói những kết quả mà, nhưng mà hầu hết là người ta chưa triển khai đúng mức của nó, cho nên người ta tu thân hành niệm là chỉ tỉnh thức ở trên đó mà thôi, chứ không phải tu cái lệnh như mà thầy đã nói. Còn thầy biết cách thức của nó, hướng dẫn bằng cái lệnh của thân hành niệm mà nó đạt được chứng minh của nó.
Thầy biết ý thức lực của chúng ta ghê gớm lắm. Nhưng mà vì cái tâm dục của chúng ta chưa hết, cho nên cái tưởng dục nó còn. Do đó khi mà thực hiện cái lực đó, nó trở thành một tưởng chứ không phải gì. Còn nếu mà dục nó hết, ví dụ như là tâm thân thả an lạc vô sự, thì cái lực của tưởng nó trở thành cái lực của ý thức, tức là tứ thần túc của chúng ta. Dục ý thức mà muốn gì là thân tâm nó phải làm sao. Trước khi các con, thầy không phải không muốn cho mấy con thu cái hình ảnh của cái đài pháp này đó, nhưng mà thầy ngại sợ có một sự tai hại cho những người khi các con sẽ thu rồi các con sẽ có một sự phổ biến. Có nhiều người chưa biết thầy, họ lại nhìn được cái hình ảnh đó, họ thấy tuyệt vời quá, cho nên họ lại chốt cái phương pháp đó, họ tu và họ lại lẽ ra thì như thế này thì tu nó mới tốt. Cái bài pháp thân hành niệm đó là cái bài pháp mà tập thể thao thể dục rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, nhưng mà phải tập có người hướng dẫn cho đúng cái thời gian, cái đặc tính của người đó thì nó sẽ không sinh tưởng. Một người nào mà bị tưởng rồi thì không nên tập pháp này, mà người nào không có bị tưởng thì người này lấy cái pháp này trở thành cái môn thể thao thể dục rất là tuyệt vời. Mỗi buổi sáng chỉ tập cần 30 phút hoặc 1 giờ là cơ thể người đó không bệnh. Thầy bảo đảm cái pháp tinh thần niệm nó vừa tập luyện được tinh thần, cũng như các con thấy pháp thể dục thể thao được, thì nó đến 1, 2, 3, 4, nó đưa tay ra xuống nó lấy 1, 2, 3 theo thể thao mà. Nhưng mà cái 1 của họ đó là họ cũng tập trung nghĩ ra lệnh đó, mấy con. Còn cái này nó ra lệnh từng hành động, cho nên do đó nó cụ thể, nó thực tế hơn, nó rèn luyện được cái tư tưởng của nó, cái tinh thần của nó, rồi nó rèn luyện được cơ bắp của nó nữa. Cho nên nó kết hợp cả hai tinh thần và vật chất, nó kết hợp cả hai. Cho nên cái pháp tinh thần niệm là cái phương pháp thể thao trọn vẹn. Còn cái kia nó đến 1, 2, 3, 4 rồi đưa tay chân lên xuống hạ xuống, rồi co tay co chân, nó đến từng. Nhưng mà cái sức tập trung không mạnh bằng cái gì, tinh thần nó không mạnh bằng cái pháp tinh thần niệm. Cho nên cái người đau bệnh nào, thầy nói ở trong đây, mà cái người nào mà đau bệnh ngặt nghèo nhất, cái bệnh ngặt nghèo nhất, mà ôm cái pháp thân hành niệm, mà người đó đừng bị tưởng. Cái người mà yếu mà bị tưởng thì không nên tập, mà cái người mà không bị tưởng thì nên tập cái pháp đó, bệnh nào nó cũng kể lui ra hết. À, như bây giờ mấy con bệnh ung thư, bệnh gì kể biết, nhưng mà cứ ôm pháp thân hành niệm mấy con tập được, rồi mấy con sẽ hết bệnh. Nó là cái phương pháp, nó từ tinh thần cho đến các cơ của mấy con phải vận động, mà tập luyện suốt nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ, thì các con biết cái sự vận động của cơ thể các con nó sẽ có một cái lực nó đẩy tất cả các bệnh của con ra. Cho nên người ta tập dưỡng sinh, người ta tập thể thao thể dục mà cơ thể người ta tích bệnh nó cao là tại nó có cái vận dụng của cái cơ của nó. Còn cái này chúng ta tập hợp cả cơ và tinh thần chúng ta tập luyện, thành ra nó có sự hoạt động làm cho cơ thể chúng ta thoải trừ những cái chất độc tố ở trong người chúng ta ra rất nhiều. Đó là một cái phương pháp mà đạo Phật đã tìm ra được cái phương pháp thể dục thể thao rất tuyệt, nhưng nó là cái pháp luyện thần thông cũng là hay nhất. Nhưng mà sai là chúng ta cũng bị chết với nó hay chừng nào là nó đập chừng nữa. Cho nên ở đây thì như về định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, riêng về hơi thở thì có 16 cái đề mục. Những cái điều mục nào cũng là tuyệt vời hết, nhưng mà ai nếm vào hơi thở thì coi chừng bị rối loạn hô hấp, nó không dễ đâu. Cho nên phải được cái người có kinh nghiệm dạ thì nó mới được, còn không thì chúng ta nên tập đi tinh hành thân hành quả là tốt nhất, kết hợp chút ít hơi thở chúng ta là được, được kết hợp được. Đó là những điều mà thầy căn dặn. Và hôm nay đến đây thầy cũng xin hành cái pháp thân hành niệm các vị dừng lại, trừ ra được thầy thấy người đó phải tu pháp thân hành niệm để phá cái gì thầy mới cho, còn thầy không cho thì mấy con được tu tập, vì trải qua thời gian thì nó quá khổ. Cho nên dạy đem những cái pháp hay mà dạy chung chung thì chắc chết người ta hết không được. Cho nên thầy xin mấy con qua nghĩ mà tại sao thầy không muốn đưa cái pháp này ra trong cái buổi này, mà thầy để cái người nào mà đệ tử của thầy trong những cái lớp tu học này cần phải tu pháp này, thầy dạy trực tiếp thì dạy họ không sợ mà họ
họ làm thành công rồi. Đó là những cái pháp rất tuyệt vời của đạo Phật, gọi là pháp thông hành niệm. À, đến đây thì thầy xin chấm dứt.